Lại nữa, triều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, nói thế này, thiện nam tử. Người nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán ý giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, ý giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu người có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán ý giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì ý giới và tự tánh của ý giới là không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của ý giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bát nhã ba la mật đa. Đối với bát nhã ba la mật đa này, ý giới chẳng thể nắm bắt được thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có ý giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bát nhã như thế là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán ý giới hoặc lạc hoặc khổ,